Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì trong trường hợp cái dây sạc của mình nó quá dài hoặc là cái tai nghe của mình nó quá dài thì mình làm cách nào để thu gọn nó lại? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo để các bạn thu gọn nó lại ha. Mấy bạn chuẩn bị cho mình một cái chiếc đũa và hai cọng thun nha. Đầu tiên mấy bạn buộc một đầu lại. Bạn buộc như thế này. Các bạn buộc chặt ha, tại vì một lát nữa nếu mà không chặt á thì nó sẽ giọt ra và cái đầu sạc của mình nó bị rơi xuống nước á, nên là buộc cho thật chặt luôn. Bước tiếp theo thì tay phải mấy bạn cầm cái cọng dây, mấy bạn quấn như vậy đó. Mình quấn cho nó liên tiếp như vậy ha, cho nó đều. Thì một lát nó sẽ ra cái hình đều, rất là đều luôn. Mấy bạn thấy hồi xưa có điện thoại bàn á, mấy bạn thấy cái dây của điện thoại bàn không? Mình làm nó na ná như vậy ha mấy bạn. Mình làm cho nó đung lại như vậy á ha, mà không ảnh hưởng tới cái cọng dây của mình, không hư cái cọng dây của mình ha. Mình cứ quấn như vậy. Sau khi mà quấn lại như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng một cái cọng dây hung còn lại, mấy bạn cột cố định cái đầu này lại luôn ha. Nói chung là mình sẽ cột hai đầu, và mấy bạn lưu ý là mấy bạn sẽ chừa hai cái cọng dây ngay chỗ mình cột nè, nó dài dài một xíu ha, nó dài dài một xíu để một lát nữa mình cầm cho nó dễ ha. Đó, đây nó ra một cái hình như thế này, được chưa các bạn? Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái hao ha. Mấy bạn chuẩn bị cho mình một cái hao và mấy bạn sẽ chế nước sôi vào nha các bạn. Mấy bạn chế nước sôi vào và cái tay trái mấy bạn sẽ cầm hai cái đầu để thôi, nó vô nước là nó hư cái cọng dây của mình nha. Đó, mấy bạn sẽ cầm như thế này và mình ngâm trong nước sôi vài phút ha. Mình đã ngâm hồi nãy giờ tầm 3 phút rồi nè các bạn ha. Rồi bây giờ sau khi mà 3 phút rồi mình sẽ lấy lên và mình sẽ mở hai cái cọng dây hung ở hai đầu đi ha các bạn. Mở dây hung ra để mình rút chiếc đũa ra ha. Đó, mở được một đầu rồi nè. Nếu không á, thì các bạn có thể dùng dao mấy bạn cắt bỏ hai cọng hung này luôn ha. Còn mình ở đây á, thì mình tận dụng hai cọng dây hung lại. Đây, đó mấy bạn thấy không? Nó ra cái hình như thế này ha các bạn. Được chưa? Rất là gọn luôn á mấy bạn. Đó, rồi là mấy bạn sạc rất là dễ dàng ha. Nó có độ đàn hồi nữa nè các bạn. Mình kéo nó ra ha. Rồi, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn một cái mẹo rồi ha, để làm gọn cái dây sạc lại nha các bạn. Rồi, thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại.